Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại clip tiếp theo mình. Thì sau cái cơn bão Yagi các bạn ấy biết, thì bây giờ hiện tại tôi đang đứng ở cổng nhà tôi. Đấy, thì sau một đêm thì một ngày bão thì bây giờ tôi sẽ đi gọi là khảo sát công trình xem hậu quả của cái cơn bão này gây ra cho làng tôi như thế nào nhé. Đấy, thì hiện tại đây là nhà tôi. Nhà tôi thì nó không thiệt hại gì cái gì. Lá rụng đầy sân đó. Đấy. Bây giờ đi ra ngoài cổng nhá. Đấy, đây là lũ trẻ con ở ngoài đường. Đấy, bây giờ đang ra xem tất cả cây cối đổ tàn hết các bạn ơi. Đây các bạn nhìn không? Đấy, quay quay. Đổ dạt hết. Còn đây là cái khung cảnh mà ngày xưa tôi hay quay video các bạn ơi. Đấy. Cái cây này thì hại cho nó bật gốc rồi. Nó bật gốc rồi các bạn ơi. Rồi. Trưa này hay quay video ăn bưởi đây, thì bây giờ bưởi đã gọi là rụng lạc xả rồi. Vào cây mít quen thuộc anh ơi. Ờ, cây mít thì các bạn ơi. Kìa, kìa là một đống mít này. Đây là nhà hàng xóm tôi nhá. Cây mít thì đã rụng hết rồi. Trồng chất ở kia đâu. Tại trời đang gió rất to. Cây mít thì gọi là bây giờ nó bị xuất sát rồi các bạn ơi. Đấy. Tiếp theo mình đi xe ghi khảo sát vòng quanh làng nhé, quanh xóm xem có phải là làng thiệt hại nhiều không. Vừa mới đi khảo sát bên nhà hàng xóm thì bây trời lại mưa to các bạn ơi. Đấy, ui dồi, lại mưa bão tiếp rồi. Đấy, tí đâu, ngớt ngớt 10 tôi lại bắt đầu tiếp tục di chuyển nhá. Hiện tại trời đã hết mưa. Đấy, bây giờ tôi sẽ ra đường khảo sát nhé. Đây điện các bạn. Đây điện kia giờ hết luôn. Hiện tại bây giờ là không có mạng luôn. Ở đường này thì các bạn thấy cây đổ dạt hết kìa. Các bạn có nhìn thấy mái nhà kia rụng to này. Đấy, các bạn thấy cái mái nhà này. Ôi, thủng luôn cả mái nhà này không. Cơn bão này nó sợ thật. Bây giờ lại tiếp tục nhá. Chuối không à? Để cháu mua ốc về lâu chuối. Bên này thì bánh tao. Đây này thì các bạn, bánh tao đổ hết rồi. Cây cũng ở ngoài cũng đổ dạt hết cả ao các bạn nhìn không. Cơn bão này to à, tôi nghĩ là to nhất lịch sử ngày trước rồi. Đấy, gạch tiếc là đổ hết rồi. Bây giờ các người dân đang đi ra ngoài xem cái thiệt hại đến đâu ấy. Không thấy có cá rô rạch lên nhỉ. Bóp chuối à. Cối cây cao và đổ dạt hết. Đây con chuối này, con chuối. Tàn tạ. Cây ở đây thì gọi là đổ hết đâu ao à. À cua đâu? Cua lên bờ à? Đâu? Cua bé tí. Chỉ tưởng cá rô rạch mới ra xem nhé. Cua bé. Đi ra bé các bạn. Cua. Này các bạn. Cua. Lại mưa rồi. Bây giờ đi khảo sát vòng quanh làng. Đi một đoạn thì đã thấy bờ lô xi măng tung tóe hết rồi. Bên này cây đổ hết một dàn luôn. Bụi chuối chưa em trốn tìm đây nhỉ. Bụi chuối trốn tìm rồi là đổ dạt hết. Ủ rũ hết rồi. Cực kỳ vậy. Chẳng có một nhà bị lập ngoái thôi mà nhà này cũng bị. Đấy. Bay mất mấy miếng. Mất chỉ có mấy miếng gạch thôi. Đây ơi, nhà đang xây cũng gạch và xả luôn. Thì cơn bão đã đi qua rồi nhưng mà nó để lại hậu quả cũng tôi thấy là hơi nhiều rồi. Rồi may mình chỉ gọi là bị ảnh hưởng thôi.
cây cối này. Đi dạo một vòng làng rồi. Ôi, lá bay lối xuống. Cây nó xóa hết này, tắt đây này. Đồng cơn bão đi qua mà tôi thấy hoang sơ hết cả xóm làng. Đấy các bạn, tôi cũng thấy thật thế nào. Chứ lại đi qua nhà em Vinh này. Đây là nhà Vinh này, tại vì đó mình đang ký cổng cao trường, đang là mới xây mà. Không sao. Rồi, vẫn chắc chắn lắm. Đẹp lắm. Thiệt hại nhiều nhất vẫn là cây cối. Cây cối là bay là cả. Chỉ mong là không thiệt hại về người thôi các bạn ạ. Bão này thì không thể hại được người, là khi bão nó về mình nó chỉ cần quán cấp 13 thôi, chú cho cuối khó cũng hết. Đây thằng bé béo này nó bắt đốc rồi. Xin chào đốc. Ôi, cái này cuối tuần qua đi. Biết làm thế nào. Tao cuộc chẳng cái gì đấy. Cứ long đi rồi à. Đây là chị Thảo Idol ạ. Đang quyết nhà, quyết sân này. Thảo ơi, chồng qua có về tránh bão không? Chồng qua không về, anh tôi qua ở đi. Qua bão mình chứ. Tối đó. Thế anh cô này để cho vợ và đàn con thơ ở nhà tránh bão mình này thì cây cối này các bạn ơi, cây khế hay ăn cây hết rồi. Tiếp tục đi đàn kia nhé. Tiếp theo là đàn cây xà cừ làm tôi. Cây này mới được có mấy chục lát thôi. Đấy. Quật ngã hết rồi. Quật ngã hết luôn. Đây các bạn nhìn này. Thì đi sơ qua thôi, thiệt hại nhiều nhất vẫn là cây chuối và chuối tôi thấy là đủ giặt hết. Đấy các bạn nhìn này, qua cây cối đổ gọi là chắn đường chắn lối thì các ông phải đi chặt hết ra rồi. Các bạn thấy sợ? Tôi muốn cả bạn dây điện luôn. Bảo sợ luôn. Hết cây cứ sạt từ điện nhớ này, các bạn nhìn thấy dây điện đấy nhớ còn chặt nhé. Này chắc phải mất điện mấy ngày rồi. Ấy, đây cây sạt từ này nữa. Bật gốc không? Bung là dễ luôn. Chứng quả cơn bão nó dã man thật. Đây này, đây chỗ này rất mọi người. Đây cái cây hoa đổ ra chặt hết đây nè. Bạn sợ không? Hôm nay còn đám cưới hả? Và ở đây các bạn nhìn đây là nó chắn ngang đường rồi. Đám cưới thuê mới phát. Đi quay tác nghiệp tí. Đây. Các bạn nhìn không? Chắn ngang đường luôn. Chắn ngang đường luôn. Ai... Sợ không? Sợ quá. Úi, bây giờ không đi qua được rồi. Mà tôi nghe nói nhà anh Hiếu còn bung hết lóc nhà cơ. Bây giờ xong cái này, bây giờ tôi bắt đầu đi xuống xem nhà anh Hiếu thiệt hại gì không nhé. Xem cái đàn gà trọi có biết nó có bay đi đâu không? Biết đâu vợ chồng tôi vớ được con về thịt. Thế lại ngon nhỉ. Nhưng mà hiện tại thì cái đường đi xuống nhà Kiếu thì các bạn biết là cây cối bây giờ không đi được người thế. Các bạn thấy ô tô không? Gian nan đi xuống nhà Kiếu là gian nan. Ô tô là cây cắt ngang đường rồi. Thế mình đi chỉ đi đường vòng nhỉ? Lên đi sạc con nhấc xe vào. Nhấc cây để cho ô tô đi à? Nhấc cây để cho ô tô đi. Hay là chồng có sức khỏe, chồng nhấc cái ô tô này qua. Ui ôi, đây là cái cây keo à? Cây keo. Chắn ngang đường này mày. Chắn ngang đường luôn à? Rồi. Vẫn đi được em ơi, em đi xuống đây anh đi qua. Đi nào? Anh bốc đầu qua. Thôi. Đùa chứ. Vỡ xe ra hả em Thắng ơi? Thôi, em xin anh.
rồi cả người cả xe giống cái mương ấy thì vòng lại đi đường vòng luôn. Thế tôi lại đang kéo ít xe cho chồng tôi thì không biết chồng tôi nghĩ gì mà nhờ đi qua ba cái thân cây ấy. Thôi đi đường vòng luôn. Đấy, ô tô ở đây bỏ chạy lấy người. Ở làng bên thì cũng thế mà. Đây cuối là đủ đá xá rồi. Đi cái đường số nhà anh Hiếu mà tôi thấy gian nan quá. Đây tí mà không thịt gà mời hai vợ chồng mình ở lại thôi. Đây trường học đây. Ui giời ơi, trường học này. Ui giời ơi. Các bạn ơi, cây cối đổ hết đây, rồi. Đây là trường học qua B nhá. Ui. Sau cơn bão này tôi nghĩ đấy. Các em được nghỉ học nhiều rồi. Sợ thật. Đấy, đồ ăn. Quay sơ cùng cảnh nhé. Lại tiếp tục. Bắt đầu công việc. Chúng ta đi ở đường là phải quay lại. Cái cây, hai cây nó làm giữa đường. Vâng, vâng. Nó đi đường giữa này được không hả? Đi đường giữa này được. Vâng vâng. Tôi chỗ làm nhiều cây là y rằng là xe đổ các bạn ạ. May là cái gốc cây này lâu năm rồi. Cây này nó bám trụ rồi. Cổ thụ luôn đấy. Tôi sợ đường đi xuống nhà anh Hiếu gian nan, không biết được con gà nào không. Cũng chia buồn cùng anh, khó khăn quá nhỉ. Ui, đường đi được trên gãy hết cây luôn. Cây này thì mùa hè nắng nóng thì che mát rồi, mùa mưa cũng rất chi là nguy hiểm các bạn. Đây. Vợ chồng tôi đi xuyên ngõ anh chồng đi xuống nhà Hiếu hơn. Còn đây là cái vườn chuối ở dưới làng anh Hiếu mà đây. Tôi thấy là chồng thế này thì thôi. Khổ thật sự. Mất mùa rồi. Chỗ này phải mấy chục cây ấy. Thằng gần trăm cây đấy. Đang ra mùa. Đổ hết luôn mà giạt hết luôn. Đây là xóm Đồng Quang, đây là đi vào lối vào nhà anh Hiếu. Không biết hôm qua anh Hiếu nói là bung lóc nhà, không biết thật không? Nhắn tin ở trên nhóm thì tôi thấy là bảo bung lóc nhà. Bây giờ đi xuống xem nhé. Đúng phép ấy, để cho anh em xuống chơi. Bây giờ bắt đầu đi xuống Hiếu nhá. Đi hôm nay là cũng thấy cây đổ rồi. Rồi, tôi thấy mái tôn vẫn nguyên này, chết rồi. Hiếu phép à? Rồi. Điện lửa. Vậy Hiếu lừa tôi rồi. Anh Phỏng dễ tìm người ấy. Cái mía nhỉ? Hả? Mía. Không mía. Đâu rồi? Bác. Ô à? Tôi Hiếu được rồi. À đây. Các bạn này, tôi tưởng cái bếp bị ấy, không phải. Bếp này các bạn ạ. Bếp này bị tung thôi. Rồi, nói chung là vẫn được. Ngoái cũng... Vào đây các bạn ạ. Tôi thấy bên anh Hiếu ở bên xe biển đẹp quá. Các bạn thấy bên xe biển đẹp không? Ừ? Xe mới à? Không biết, xe ở đâu. Chắc xe của bố. Chính nhá, từ Quý Long các bạn ạ. Mạnh thế. Để bác qua có thiệt hại gì không? Bay cái nào hả? Bay mỗi cái lóc kia thôi gì? À, mỗi lóc bếp thôi đi. Nào. Bếp cả. Dây điện. Và. Dây điện thì hầu như nhà nào cũng bị đứt rồi. Nó đi đường như cây đổ đây luôn. Toàn cây to thôi. Thế mà con chó này nó vẫn ngồi đây, nó vẫn khô lòng thế à? Nó ta vừa qua ta con. Đây là chỗ gà này, anh Hiếu này. Ôi, nhưng năm nay chưa được ăn nhãn này nhiều sao nhỉ? Nhãn gì, nhãn bây giờ thì có cái gì? Đấy, gà rất giòn thế. Xin bác đôi quan kem lách. Toàn những vũ lữ chân dài mà. Tôi chờ anh Hiếu bảo bay cái bếp kia. Hóa ra là bay cái bếp phụ các bạn ạ. Anh Hiếu nó hay nói quá lắm. Đi đường và cũng gian nan lắm. Các bạn nhìn cái cây đa to cổ thụ này mà vẫn bị bật dễ không? À, không.
Này đúng rồi, tại cho cái người áo vàng đi. Mưa rào nữa các bạn. Đấy các bạn ơi, vợ xuống bao giờ chồng không biết. Sao nhỉ? Từ trước giờ chưa chứng kiến cơn bão nào to như thế này. Người nghe tin bảo bật lóc nhà nhưng mà tôi thấy cái mỗi cái lóc bếp con tí mà con cua. Đấy thì bây giờ trên đường về thì cũng gọi là cây cối và đổ nó lanh tanh bành hết. Các bạn đấy khảo sát như thế thôi các bạn. Hiện tại cơn bão thì nó đã đi qua rồi, bây giờ hiện tại đang chỉ là mưa bé thôi. Clip của tôi là clip vui vẻ đấy, để khảo sát cho các bạn biết là bão đi qua như thế nào. Giờ clip của tôi đến đây là kết thúc nhá, hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.